sinh nhật của bên, mẹ của bên làm mấy món đơn giản để các anh em bạn của bên. Đây là món vịt nấu dầu, anh nhớ bánh hỏi này mà con. Đây là món bánh hỏi nấu dầu, bánh hỏi nấu dầu giống như món bánh hỏi này. Đây là món lẩu lẩu gì đại ta, lẩu gà lá giang ăn với bún này. Có món gỏi, phần tôm cho như cho sơ đây sinh nhật kỹ ra. Đây là món gà chiên mắm, vịt chiên mắm không biết. Đây ngầu chuốt, đem lên nhà mọi người. Anh sinh nhật của bên vâng, anh em trong nhà không mà đông đen đây mà thì còn cháu đông nữa. Tí sinh nhật hai bên tặng quà về tí tặng đem chọc á, đem chọc đỡ này bà heo anh được xuống mày. Đây mẹ của Ben. Chín tuổi nè. Ơi, tàu ơ. Hôm nay là sinh nhật chín tuổi con của Ben. Cái gì? Coi đây, chút xíu nữa. Ngầu theo ơn công, ngầu theo hai bên. Đấy. Quay phim mà. Đốt lên cày chứ, đốt lên cày lên chứ. Rồi, cô bên ước là thấu đừng cài ơi. Thấu đừng hát nữa, đợi này ước ra. Đủ thấu nhanh như vậy. Đây cô Ben, những cháu các bạn ơi. Đây tặng cô Ben con heo. Đấy. Con heo có tiền sẵn đâu ngang. Bỏ giữa đó này cái ai nhét là nhét. Đấy, bỏ lại con. Đấy. Đấy, nhét vô. Đấy. Nói là vì cái bút lông vô là mẹ không được đập của con. Đẹp lên chứ, nói bác nem cho nhiều đẹp lên nhá. Vô, mới tỉnh nghèo có tiền liền không? Thấy mong quá lên nghiệm không? Con bắt chịu cho nghèo. Mọi người biết vì sao, mình tặng heo cho cụ Ben không? Cụ Ben nó nói dưỡng xéo ơi, sinh nhật con là dưỡng xéo đừng tặng gì hết. Tặng con một con heo, để con góp tiền, sau này con mua một chiếc xe đạp. Mọi người thấy, con nhỏ mà biết người dạy là tốt rồi mọi người. Nhỏ biết tiết kiệm, đấy. Các bạn nhỏ, nó video được, coi được video của anh hai bên thì học tập anh hai bên, sống tiết kiệm. Mua con heo và bỏ tiền tiết kiệm, mình muốn gì mình mua là mua được tiền mà tiết kiệm là sướng lắm. Cô Tý, con heo con hôm nay con nghe nói con có bỏ con heo đúng không? Bỏ tiền tiết kiệm heo không? Hết bỏ rồi. Nghe nói bỏ chơi bỏ heo chơi con. Mua sạch điện luôn. Vì vậy phải bỏ chừng này đã có. Sạch điện. Mười năm nữa anh. Vậy là biết tiếp góp nẹp là có không? Cô Ben bó heo chay, bó cái tiền tiết kiệm cho heo chay.
Im. Im xe đạp. Im xe đạp rào. Lớp 3 là mua xe đạp rào. Lớp 9 là mua xe đạp điện. Ui nhô. Lớp 10 là mua xe máy luôn. Ui vậy ráng bỏ nha. Ráng bỏ nha. Bó, giờ con bó đây, heo đây là được xe đạp 4-5 triệu này. Đấy, rồi nói mẹ mua con heo to là bỏ tao lớp 10 là mua được cái xe máy. Không, bây giờ mời anh em nhập tiệc cho bên. Dạ. Mời anh em nhập tiệc cho. Không, xin nhập con mẹ chốc vậy nha. Chốc vậy, to lên. Vậy chứ phải cỡ. Trời. Cỡ này nha. Mẹ chúc. Chúc nhỉ, chúc. Học giỏi học đồi chúc đến này nha. Chúc hai bên này bơi quần. Chúc anh hai. Này. Biết là chim nhân anh. Chim nhân nhận chị. Ừ. Chim nhân nhận nhận nó làm gì? Tiêu lên tường chi? Trừ gian dã. Giúp mọi người. Giúp mọi người em. Mời mọi người nhé. Mọi người dùng sinh nhật của bên. Hey, hey. Xin nhập con bốn chút gì nè. Ơ, mấy cỡ hay. Trời, lên TV mấy cỡ không? À, mình xin kết thúc video tại đây. Quang Quang nha. Quang Quang ấy. Ông Quang từ trong làng đó chơi gì. Chào tạm biệt mọi người bên.